chào chú chị nghe, chúc con chị sức khỏe nha. Bữa nay có một ít đồ chơi tình bạn không chị ơi? Đầu tiên là có hai cặp giỏ. Giỏ này là giỏ 40 đơn, họng chạm đầy đủ. Đó, đứng ở đây. Giỏ sơn nha, còn đẹp căng tròn không chị ha, không bị chày, phải khách thầy rất là kỹ. Quay. Đó, một cặp như thế này em giỏ là em không bao ship luôn không chị? Cặp như thế này á, là em bán cho anh chị là 700k, không bao ship không chị ha. Một cặp này là 700k, cặp này cũng là 700k. Hai cặp này là giống nhau không chị ha. Đây. Khách là đặc biệt cái giỏ này xác là tí người anh em. Đặc biệt cái giỏ này là có nẹp nhôm luôn chị ơi, nẹp nhôm, nẹp bi tít gì sợ chày các kiểu như thế này làm sao mà chày nổi không chị ha. Đó. Khu nó xài dắt silicon hết trơn chị ha. Này, này. Di chuyển tới bị đất mà dính nữa chị ha, chứ không có chạy ha. Giỏ này là không có miếng chạy luôn chị ha. Rồi, hai cặp giỏ này một cặp 700k. Đó, cô anh chị nào lấy nha, một cặp 700k. Không chạm đầy đủ anh chị ha. Rồi qua đó quay cái phần rồi giùm bè trai ơi. Đó. Rồi tới đây một cặp giỏ 715. Ủa? Này 625 đó, này là 625 mới đúng. Không. Này là 625 đây. Quay trên nè. Giỏ này không một miếng chày không chị ha, bụi dơ nè ha. Nó đi xô đất quá chị cho nên bụi dơ. Đây, vẫn là thinh cũ họng chạm đầy đủ anh chị ha. Giỏ là không một miếng chày ha. Em không cần phải sơn dọn gì hết tại vì lý do của khách sao nó thinh vậy đó. Vẫn là xài bít công hết trơn anh chị ha. Đây. Đẹp căng xà beng của chị ha. Đây. Có thấy chưa? Giỏ là quá trời xế đẹp rồi. Nhưng mà được cái là giỏ này không có chạy anh chị ha. Ở đây là anh ấy có đầu tư. Cái kia thì nẹp nhôm, cái này có đầu tư. Guộc xe ha, guộc xe Honda. Anh vô mấy cái này anh sợ chà mẻ cho nên là cô chị biết là nó đã ông anh kỹ cỡ nào luôn ha. Đó. Một cặp đôi như thế này anh chị. Rồi giỏ lại luôn rồi má ơi. Cặp full đôi này em bán anh chị là họng chạm đầy đủ ha. Thì cặp full đôi này em bán như anh chị là 900k, không bao ship không chị ha. Này là 625. Còn tới đây là 725 ha, giặt ghi 725 luôn đây. Quay trên anh. Vẫn là không chạy ha, bụi anh chị ha. Ke. Cái giỏ này xịn sò chứ. Vẫn như truyền thống cũ, vẫn là có cái gì. Bữa nay em quay hơi nhanh tí chứ không chị thông cảm cho em nha. Guộc xe. Vẫn là có guộc xe nha, guộc xe đạp á. Anh sợ rất là sợ chày á. Tay sắt, chạm sắt. Trời ơi, ngon không? Vỏ còn đẹp lắm không chị ha. Mà đặc biệt vỏ này là hình như là hơi bị nặng nha. Mấy vỏ full roi nếu mà của anh chị ship là cũng như tiền ship là bằng cái tiền vỏ luôn không chị ha. Đây. Đó, họng chạm bằng sắt hết luôn chị. Một cái. Qua đây. Cũng một cái này cũng đẹp y gan như vậy luôn chị. Nói chung là anh này xài rất là kỹ. Nè, vỏ này đẹp căng xà beng đó chị ha. Nó có ke rốp đàng hoàng nè. Này nè. Lưới chống bụi có đủ hết trơn luôn chị. Ở đây. Vẫn là tay sắt chạm sắt. Như nhà nghỉ chứ chị. Chứ chưa vậy. Đây. Vẫn là chạm sắt tay sắt không gì ha. Cặp này em bán cho anh chị là 1 triệu. Vỏ là em không bao ship nha, coi kỹ giùm em nha. Đây đây có chày đây nè, cái này là hy hữu nè, thấy không? Nói chung có chày này, có chày chỗ này nè ha. Còn tất cả là vỏ là không có cái nào mà bị gì hết, lỗi có một cái này là bị trịch thường thờn chút xíu, nhưng mà thờn như thế này đúng ra là mình lấy nước sơn mình xịt ngăn cái là hết trơn ha. Nhưng mà em để tin gì em bán ha. Cặp này 1 triệu. Cặp 900k, cái này là 700k một cặp. Nó, giỏ này không bao xíu anh chị ha. Rồi, vô đây bé ơi, vô đây anh chạy. Lậu, vô đây bé ơi nữa. Rồi, một con Sorab mạch vàng 8 lay hả chị, hoặc là tốt không đó làm ha. Đó, một con Sorab mạch vàng 8 lay đây. Tiếp vào đây. Một cái Amly bi quay ha chị ha. Một cái Amly bi quay. Amly bi quay này
xương luôn như vậy coi ha. Nói chung là tình trạng sao em sẽ báo gõ như vậy nha. Cái ly này là đây, cái in gì đây, cái gì không biết luôn. Đây nè, cái này là của China không chị ha, mấy in China nha, đúng hàng lắp ráp tại China không chị ha. Điện vào là 230V ha, 230V cho con này. Lại cái tình trạng em báo luôn anh chị ha, là hiện giờ em thử lên á là công sức còn sống, nhưng mà cái dàn ghề trước này nó bị cái gì anh chị, nó bị gọ bèo 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 không chị ha. Nói chung tất cả còn sống hết, nhưng mà bị lỗi phần trước này anh chị. Cô chú cái này con bán cho cô chú anh chị này, nhưng mấy cái bác có gì biết xử lý hay sao ha, lấy con này không chị ha. Con này em bán cho anh chị là 2 triệu bao ship tới nhà không chị ha. Con ly này 2 triệu bao ship tới nhà, máy là em bao còn riêng, chưa đụng, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ lần nào luôn nha, được chưa. Cái con này là 2 triệu, cái con ly như thế này, mã số máy đây, không biết mã số máy lần này, XR684F ha. Cái con này là gọi là đẹp keng thì em cái ly không chị, tại ông gửi cho em mà cuối cùng em thử lên rồi nó hát, mà nó hát ví dụ như hát một kênh mà nó nhỏ xíu quá, còn kênh kia nó ồ ào nó không chị nào, không biết xử lý anh gì xử lý cho em. Con này 2 triệu ha, hàng bi quen nha, lắp ráp tại China, thương hiệu của Mỹ nhưng mà lắp ráp tại China không vậy ha. Rồi tới đầu chơi tình bạn có đây, nhóc bữa nay đầu chơi tình bạn nhóc. Rồi em sẽ là sắm cây viết long, đây cây viết long đây anh chị ha. Rồi cái băng số này nè anh chị, hát tốt không lỗi lầm, nhưng mà em bấm sao nó khóa mật khẩu à. Rồi em bán đồ chơi tình bạn, em đánh mã số anh chị ha, mã số 1 à, mã số 1 cái con này em bán anh chị là 600k 50k bao ship tới nhà ha. Con này em bấm sao nó khóa mật khẩu anh chị ơi, tất cả con hát bình thường hết trơn, bấm sao nó khóa mật khẩu rồi, về biết xử lý cho em nha. Con đồ chơi tình bạn này mã số 1 là em bán 650k bao ship tới nhà anh chị ha, trừ khi vỏ hộp em bao ship thôi. Tới thứ hai, một con cót GHS chỉnh như DBS anh chị. Đây là cái này tần số, cái này là full, cái này là sub, cái này là tín hiệu đầu vào ha anh chị ha. Đó đây, ở đây nó có là 2 ngõ full và 2 ngõ sub, một tín hiệu đầu vô, có sub boom luôn ha. Đó theo thông số đây còn ghi nữa anh chị ha. Cái con này hoạt động tốt, em bán mã số 2 em bán cho anh chị là 350k. Con cót nha anh chị ha, cót nha, 350k bao ship tới nhà con cót này anh chị ha. Rồi em xin phép hôm nay em không thử nha, thử bây giờ quá lâu anh chị, thì ngày mai thì thí dụ như bữa nào anh rảnh thì em sẽ thử anh chị ha. Rồi cái bộ mic như thế này, tình trạng nó còn hoạt động ha, còn hoạt động tốt, nhưng bị lỗi 2 thứ. Cái thứ nhất là mắc cặp anten và một cục nguồn đó chị ha. Bộ mic này em bán không chị là 450k. Mã số 3. 450k. Bao ship tới nhà xài pin nhỏ anh chị ha. Cái này nó có sạc luôn nè, nếu mình xài pin sạc mình chấm cái này là sạc thôi anh chị ha, thấy không? Nè. 450k cho mã số 3 này anh chị ha. Đó. Ồ pin vuông hả? Úi giời ơi. Trời ơi, tới công chuyện luôn. Rồi cái này là pin vuông anh chị ha. 450k cho bộ mic này. Bộ mic chuyên về sân khấu rất là lớn. 450k cho bộ này anh chị ha. 450k cho anh bên khác. Rồi. Một con cót tự động anh chị ha. Đó. Khui. Đây. Made in An Lan. An Lan là của anh á, là của anh luôn á. Điện vào là 120 đến 220V tới 24. Cái này là chạy hai cái nguồn á chị ha, nhưng mà hiện giờ là mình chế độ là 220V ha. Con này là có tự động như thế này, hoạt động tốt, không bảo lầm. Đây có chỗ này lỗi chút xíu nè, là bông xét con này chút xíu nha, còn tất cả là cũng còn căng sờ bạn nữa chị ha. Cái con cót này mã số 4
4 đúng không? 4 à. Rồi, mã số 4 không chị ha. Cái con này em bán cái con có tự động như thế này á. Đây, nó có này làm sao đó anh chị. Ví dụ là hai cái đường vô. Ha, 1 2 nè. Ở đây súp. Ở đây súp, ở đây full ha anh chị ha. Đó. Nè, em súp thì em sẽ đánh nè. Súp nè. Súp nè, súp nè. Còn lại là full ha anh chị ha. Cái con có này đem về được ghim vô lụm thôi, không làm gì hết, không chỉnh gì hết anh chị ha. Đó, một con có như thế này em bán cho anh chị là 1.100.000 1.100.000 bao ship ha, 1.100.000 bao ship tới nhà luôn anh chị ha. Một con có, một con có bãi này ha. Nó lựa chỗ nào nó đái, nó lựa đây đái không có ngồi gì. Bốn đây có một con cơm bít xo, cơm bít xo hay năng tiếng không biết luôn. Còn mã số gì mẹ em nha, số tên ra qua đây BR1066A ha. Cái con này là đẹp, đẹp quá ư luôn anh chị, đẹp dữ lắm, đẹp luôn nha. Cái con này á nó xài nguồn G nha cô chú anh chị. Đó, in gì đây, Made in BGC, đúng hàng China, nhập nội địa China xài luôn nha. Cái con này á là nó, cái cục nguồn của nó là nguồn G, nhưng mà em sẽ làm là cái nguồn nó sẽ nguồn liền ở trong của anh chị ha. Con này em làm xong á thì chắc ngày mai em làm, ngày mai em sẽ đi mua về em làm. Cái con này á thì em bán cho cô anh chị là 900.000 bao ship tới nhà anh chị, biết cái con gì lấy nha. 900.000 bao ship tới nhà, hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm ha. Mã số 5. Mã số 5 900.000. Số 5 900.000. Ơi trời, ừ, đúng rồi. Tưởng nó 5.900.000 chứ. Con này là 900.000 anh chị ha. Là em sẽ làm cục nguồn cho anh chị là hoạt động tốt không lỗi lầm nữa. Đây. Có một con van cơ nha anh chị ha. Một con quan cơ này hình như là hơi bị ngon á, em thử tiếng cực kỳ đẹp luôn, mà đặc biệt cái con quan cơ này nó có Bluetooth luôn hả. Đây em thử rồi, em test rồi, đây là súp full rồi, Kenwood là gì không biết á. Một con quan cơ như thế này hát ngon lành cành đào không lỗi lầm luôn chị ơi. Mã số 6 test rồi anh chị, Bluetooth đâu bọng gì còn sống hết trơn nha. Mã số 6 cái con này em bán cho cô anh chị là 700 năm, trời ơi, 50k. Một con ăn cơ như thế này á, đó Bluetooth, Bluetooth sống hết luôn anh chị ha. Con này là 750k bao ship tới nhà. Rồi à, ông chú đẹp trai, cảm ơn chú nha. Bữa nay em chú có em bị cho con thêm hai con reward 100, em không lo chùi gì hết cho anh chị ha. Đó, reward 100. Chỉ cái con trên này nó, chỉ cái con này em test lúc nãy là nó bị dơ cái nút này nó chị. Về xử lý lại cho em nha. Cái con nói chung là hoạt động không lỗi lầm, hàng này hàng của Nhật nha anh chị, không phải là hàng tào lao nha. Đúng hàng Nhật hết trơn ha. Bo thì ra mấy con kia thế, tại nó chung một lô mà. Tổng gỡ trước sau thôi. Nhưng mà test thì báo. Cái con này lỗi cái nút này nè anh chị. Dặn nó hơi ồ ẹ cái nút này nè, cái nút input này nè, đó lỗi cái chỗ này thôi. Thì con này em bán cho cô anh chị là 750k, xử lý cái nút đó cho em. Con quạt 100, mã số 6, 750k, mắc 700 là tới nhà thôi chị ha. 750k. Ủa sao nè, mà anh đâu có làm đâu. À, cái cũng là con quạt 100 của Nhật nữa không chị ha. Ông nghe ông chú nói là ở cái khu ổng ở còn nhiều lắm, mình không biết sao. Thì cứ ông cứ đem xuống cho con đi, nói chung là mấy con này là nghe rất là sướng ha. Sa băng con này hoạt động tốt không lỗi lầm ha. 800k, mã
mã số 7. 800k. Rồi mấy cái này là em không cần quảng cáo giới thiệu nữa ha, mấy này là em bao ship hết rồi anh chị ha. Rồi tiếp qua đây luôn. Có một con quan số 7 anh chị ha, đây. Đây là VIV. Em test rồi hoạt động tốt không lỗi lầm không chị ha. Đây là CD 5000 đồ giống như thu băng vậy ta. Đó. Còn bằng số cho thầy, em bán cho anh chị là 900k, bao ship tới nhà anh chị ha. Không lỗi lầm nha, hoạt động tốt á. Hát là bao sướng nè. Nói là nói gì thôi, về phải căn chỉnh nhẹ nhẹ rồi mới dính vô ăn gì đờn vô đồ chứ, đồ đấy để gì đưa vô được đâu. Mã số 8 không chị ha. 900k. Rồi, mã số 8 là 900k không chị, một con bằng số ha. Số 7 không chị ha. Đó. Cái men này còn đây nè, 4 triệu giữ bao ship nè. Rồi thôi video tới đây nhiêu thôi, bữa nay quay xúc tích ngắn gọn nhiêu thôi. Đây đây có mixer đèn không anh chị ha. Mixer đèn còn có thâu đựng cái nè. Rồi. Mạch lọc này á thì em còn một cặp nữa anh chị ha. Mạch lọc này là 400k bao ship tới nhà một cặp nha, một cặp đây coi đây còn cái anh chị. Ha, 400k bao ship tới nhà một cặp này không chị ha. Mạch lọc full đơn nha. Mã số là F 2A5. Đẹp zin. 400k một cặp này, em bao ship tới nhà không chị ha, cặn cứ chụp màn hình gửi cho em nha. Gửi hết. Không gửi hết để chơi. Thôi video kết thúc gì anh trai ơi. Em cảm ơn cô chú anh chị ha, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe nha. Em chào mọi người nha.